Xu hướng để thu hút đầu tư sắp tới chính là hai thứ. Một là năng lượng xanh, tiến trình xanh. Hai là gì? Nguồn nhân lực chất lượng cao có thể đáp ứng được trong cái cuộc cách mạng lần thứ tư này. Có phải hai thứ đó không? Hai thứ đấy thì Việt Nam chúng tôi là có tiềm năng, chúng tôi có tài nguyên, nhưng mà rõ ràng để làm sao mà chúng tôi có thể tận dụng được và rất nhanh chóng để thể đưa nó để vào phục vụ cho phát triển kinh tế. Thì tôi muốn nói rằng là cái việc này tôi gửi gắm ở các cái doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, doanh nghiệp về công nghệ, doanh nghiệp về năng lượng, doanh nghiệp về lĩnh vực về kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh. Và khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ cần phải gợi ý chúng tôi rằng là chúng ta cần phải cùng nhau chuyển đổi, bởi đó là trách nhiệm, có trách nhiệm của các bạn. Và chúng ta nên xây dựng những cái cơ chế như thế này để làm sao mà các doanh nghiệp hàng đầu và tiên phong và cam kết chuyển đổi là phải được ưu tiên. Và chúng tôi muốn có những chính sách như vậy. Nên ở đây tôi muốn nói là Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ như vậy. Và các bạn nhớ rằng là chúng ta có một bộ các chỉ tiêu liên quan đến phát triển bền vững. Với cá nhân tôi thì tôi nói thật các quý vị là tôi cho rằng là phát triển bền vững nó là một cái chặng đường còn khá xa khi nói ba chữ phát triển bền vững. Nhưng mà cái kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp thì tôi cho rằng nó là những cái chặng đầu mà chúng ta bắt buộc phải đi qua thì mới đến được bền vững. Còn một cái chặng nữa là chúng ta thay đổi cái sử dụng cái tài nguyên, chúng ta sử dụng cái tài nguyên tri thức, tài nguyên con người, kinh tế tri thức, năng lượng tái tạo, thì lúc đó chúng ta sẽ phục dựng lại tài nguyên thiên nhiên, đúng không? Nó đưa nó trở lại một trạng thái mà có thể nói là nó cân bằng của về môi trường và hệ sinh thái. Thì cái kỷ nguyên để phục hồi hệ sinh thái và tài nguyên cũng đang được làm song song, nhưng nó chỉ được làm triệt để khi mà chúng ta thay đổi các hành vi. Khi nào mà một đất nước phát triển phồn vinh và công ăn việc làm nó tạo ra từ cái tri thức, và chính con người là nguồn tài nguyên vô tận để tạo ra những cái giá trị gia tăng, và trong đó có năng lượng tái tạo, trong đó có kinh xanh, thì khi đó chúng ta mới đạt được. Và như vậy thì chúng ta cần phải xuất phát từ các cái doanh nghiệp, và đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, thì chúng ta sẽ bàn để làm sao Việt Nam sớm định hình cái những cái cơ chế thay đổi, đúng không? Để chúng ta đừng đi theo con đường cũ, là đừng đi theo hướng là dự án nào vào miễn là có cái đầu tư là được, mà chúng ta nên chọn những dự án để giúp cho cái mô hình phát triển của đất nước sẽ tạo ra những cái nhu cầu để cho đào tạo và phát triển những con người phục vụ cho cái mô hình xanh. Và chính cái mô hình phát triển của các bạn nó sẽ tạo ra sự tiên phong trong cái sự thay đổi tiếp theo. Việc chúng ta thu hút và vận động các cái doanh nghiệp có cộng sinh công nghiệp ngay từ đầu là một cái thách thức lớn, do doanh nghiệp bị áp lực về việc thu hồi vốn nhanh, cho nên cái áp dụng cái đầu tư xanh thì lại cần có cái sự dài hạn. Cho nên là đây cũng là một cái vấn đề mà giữa cái mục tiêu đặt ra là thu hút đầu tư và cái mục tiêu phát triển bền vững nó cũng có những cái mâu thuẫn với nhau. Cái thứ hai là vốn đầu tư cho các tiêu chí xanh, sinh thái thì luôn là ở mức cao và sẽ trực tiếp làm tăng giá thành sản phẩm dịch vụ. Thì đây cũng là một cái áp lực đặt ra trong cái thu hút đầu tư được các cái dự án vào thành phố. Và thực tế đặt ra là các cái mô hình hiện nay về tăng trưởng xanh ở Việt Nam thì cũng còn hạn chế, cho nên chúng ta cũng khó cái điều kiện để tham khảo và học tập, cũng như là các cái bộ chỉ số hiện nay để phục vụ cho đánh giá đo lường và thúc đẩy cái tăng trưởng xanh thì cũng còn nhiều hạn chế. Do vậy chúng ta cần phải có những cái sự quan tâm hơn trong cái đầu tư chính sách, cũng như là tăng cường về cái thông tin tuyên truyền trong cộng đồng. Vietnam is not just transitioning. Vietnam is actually taking the lead in the worldwide in this initiative. If you look what Vietnam has already today in hydropower, wind and solar, we are very close to more than 40% of our electricity. So that makes Vietnam one of the world leaders. Okay. And more recently now, with working on our new electricity law, preparing for our strategy for transitioning, we have done a lot of work. The government passed the PDP 8. We will pass our electricity law this year.